Chẳng phải người ta mua nhà mất tiền nữa. Tại vì vậy. Nhưng mà cái thế đó là nếu mà mình đóng 10.000 một năm thì sao? Em bắt biết thì này mình em thấy người ta đọc người ta phải là nó sẽ khác cái nhà. Nhưng mà những người nào người ta mua 6-7-8-7-8 ngàn đó, tiền thế đất không trừ được nhiều như ngày xưa. Nhưng mà không phải đất không, nhưng mà cost luôn cái đất. Nếu mà dưới 440 ngàn sao đây? Chẳng không được đất nhiều. Nhưng mà 400 ngàn sao? 400 ngàn dưới rất là nhiều. Nó nói là không tốt trong mới được đó. Nhưng mình không có. Hai khá thì tốt. Dad, do you want meat on? What? Some food on? I'm full. This is my fourth plate of food. Do you still eat after the... I don't know. I didn't eat. I ate a... I always stomach today, but it